Đều từ thế giới phổ quang minh, chỗ Như Lai phổ tràng tự tại, mà đến pháp hội hoàng nghiêm thế giới Đa Bà này, tất cả mười phương những nơi đó cũng đều nói diệu pháp Như Lai xuất hiện này, cũng cầu vần như vậy, nghĩa lý như vậy, tuyên nói như vậy, quyết định như vậy, đều giống như ở đây, chẳng thêm một câu cũng chẳng bớt một chữ. Chúng tôi đều nhờ đại oai thần lực của Phật, nhờ đắc được diệu pháp Như Lai mà đến pháp hội hoa nghiêm này để chứng minh cho ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Giống như chúng tôi đến đây, mười phương hư không khắp pháp giới, tất cả thế giới các bốn thiên hạ cũng đều giống như ở thế giới Ta Bà này vậy. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền nương thần lực của Phật quán sát tất cả Bồ Tát đại chúng, muốn thuật rõ lại oai đức rộng lớn của Như Lai xuất hiện, chánh pháp không thể trở ngại phá hoại của Như Lai, vô lượng căn lành thầy đều chẳng luống qua, chư Phật ra đời đều đầy đủ tất cả pháp tối thắng, kéo quan sát tâm các chúng sinh, tùy thời thuyết pháp chưa từng lỗi thời, sinh ra vô lượng pháp quang của các Bồ Tát, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm, tất cả Như Lai một thân không khác, từ đại hạnh thừa sơ sinh ra mà nói kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền nương đại oai thần lực của Phật quán sát tất cả Bồ Tát đại chúng, muốn thuật rõ lại oai đức rộng lớn của Như Lai xuất hiện, chánh pháp không thể trở ngại phá hoại của Như Lai, vô lượng căn lành thảy đều được thành tựu viên mãn, chư Phật ra đời đều đầy đủ tất cả pháp tối thắng, kéo quan sát tâm các chúng sinh, tùy cơ duyên thành thục nên vì chúng sinh thuyết pháp chưa từng lỗi thời, sinh ra vô lượng pháp quang của các Bồ Tát, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm, tất cả Như Lai một thân không khác, do đó có câu ba đời tất cả chư Phật đều cùng một pháp thân. Đó là do đại hạnh thuở xưa sinh ra, bèn nói bài kệ rằng: tất cả những gì Như Lai làm, ví dụ thế gian không bằng được, vì khiến chúng sinh được ngộ hiểu, chẳng dụ mà dụ để hiền bày. Hay thầy, tất cả những gì Như Lai làm, dùng ví dụ của thế gian để hình dung nói cũng không hết được, vì khiến cho tất cả chúng sinh được ngộ hiểu, cho nên không thể ví dụ mà ví dụ để hiền bày đạo lý bên trong. Pháp vì mật thâm sâu như vậy, trong ngàn vạn kiếp khó nghe được, người tinh tấn trí huệ điều phục mới nghe được nghĩa thâm mật này. Pháp vì mật thâm sâu như vậy, trong ngàn vạn kiếp rất khó có cơ hội nghe được. Bồ Tát tu hành tinh tấn có đại trí huệ sẽ điều phục được tất cả phiền não mới nghe được nghĩa lý bí mật áo diệu này. Nếu nghe pháp này sinh vui mừng, họ từng cúng dường vô lượng Phật, được Phật gia trì và nhiếp thọ, trời người khen ngợi thường cúng dường. Nếu có người nghe được diệu pháp này thì nhất định sẽ sinh tâm vui mừng. Người đó thuở xưa đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do nhân duyên đó mới có nhân duyên này. Đó là nhờ được tất cả chư Phật gia trì và nhiếp thọ, được tất cả người thế gian và chư thiên khen ngợi, thường cúng dường. Đây là thế gian đệ nhất tài, đây hay cứu độ các quần sinh, đây hay sinh ra đạo thanh tịnh, các ngài nên trì đừng phóng dật. Pháp đó vượt qua thế gian đệ nhất tài báu, pháp đó hay cứu độ tất cả chúng sinh, pháp đó hay sinh ra đạo thanh tịnh, các vị đệ tử của Phật nên đọc tụng thọ trì bộ kinh Hoa Nghiêm này, đừng có phóng dật, đừng có giải đãi, dũng mãnh tinh tấn đến nghiên cứu bộ kinh Hoa Nghiêm, lễ lại kinh Hoa Nghiêm, chắc chắn sẽ có cảnh giới không nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm là do Đức Phật Thích Ca khi ngồi dưới cội Bồ Đề, được Đại Phạm Thiên Vương thỉnh pháp trong vòng 21 ngày nói xong bộ kinh Hoa Nghiêm này.